FV thì phải nói là đây là cũng như là ngôi nhà thứ hai rồi. Tình cảm thì đối với mọi người cũng như là một cái đại gia đình. Chị gắn bó với FV là được 15 năm rồi. Mình làm lâu rồi đó, mình làm từ năm 2006 lận. Cũng thấy bất ngờ khi mình gắn bó với FV được đến 15 năm như vậy. Và dĩ nhiên là cũng phải có rất là nhiều niềm vui thì mới có thể ở lại cái thời gian lâu dài như vậy. Nhiều khi cũng giật mình và tại sao mà 20 năm mà mình vẫn còn có thể tiếp tục làm việc được ở đây, vẫn còn nhiệt huyết cống hiến cho cái nơi này như thế. Bệnh viện FV đã trải qua 19 năm phát triển. Ban đầu chỉ vài chục nhân viên bác sĩ, đến nay con số ấy đã hơn 1.000 người. Có nhiều nhân viên bác sĩ dường như đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình vào sự phát triển chung của bệnh viện FV. Điều gì đã gieo mầm cho sự yêu thương, cống hiến và tận tâm đến như vậy? Thì mình cũng thấy được là một cái tính cách của một người sếp. Mà sau này mình thấy cái tính cách đấy nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay á. Ông ấy rất là tin tưởng tuyệt đối ở những người mình làm việc với ông. Thì cho đến ngay cả thời điểm bây giờ, cái tính cách đấy của ông Tổng vẫn như vậy. Cái điều đầu tiên á là chị được làm việc ở trong môi trường rất là thoải mái. Đồng nghiệp của chị á, hỗ trợ hết mình cho chị trong công tác quản lý cũng như là công tác hoạt động tại khoa dược. Nhân viên ở đây thì rất là hòa đồng. Ban giám đốc và các vị sếp á, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Huy hoặc là những nhân viên khác lúc mà gặp khó khăn. Important moment is after the 6 months spent blocked in Lao due to COVID, I've been received like a father coming back from a long long trip by all the team. That was fantastic. Thì những người mà như tôi nè, ở nhà bị lockdown rồi đâu có thể về nhà. Về là cái mấy người mà gác cửa hẻm nhà mình á, không cho mình vô nhà. Do đó mình rời khỏi nhà và mình ở bệnh viện. Và bệnh viện lo cho mình ăn 3 bữa luôn. Mình cảm thấy rằng là cái công sức đóng góp và kiến thức của mình đóng góp ở đây nó được trân trọng một cách xứng đáng. Cả người làm việc người ta cũng thấy hạnh phúc và an toàn. Bệnh nhân cũng thấy hạnh phúc và an toàn. Thì thực sự mà cho nói đến ngày hôm nay không phải là chủ đầu tư nào cũng làm được. Những cái chính sách mà về an sinh xã hội, về những cái chính sách mà bảo hiểm xã hội cho nhân viên rất là tốt. Nhân viên bị bệnh, người nhà của nhân viên bị bệnh thì bệnh viện ôm hết luôn, nghĩa là làm hồ sơ nhập viện ở đây. Cho nên các bạn đồng nghiệp của mình yên tâm để mà công tác, rồi đâu có nói tới chuyện tính tiền tính bạc gì đâu. Nói chung là nhân viên rất là an tâm trong cái mùa dịch làm việc, cái đó làm tôi xúc động nhiều á. Tại bệnh viện FV, người ta sẽ thấy rõ được sự trưởng thành và phát triển ở từng bộ phận, từng cá nhân qua thời gian. Và có một nét văn hóa khá đặc biệt tại bệnh viện FV là người đi trước ở vị trí cao hơn sẽ luôn san sẻ giúp đỡ người đi sau, người ở vị trí thấp hơn, để tất cả cùng nhau đi lên vì mục đích cuối cùng, trau dồi kinh nghiệm, phát triển chuyên môn để phục vụ người bệnh được tốt hơn. Từ ngày vô FV thì cũng vẫn còn non nớt, thì đến bây giờ thì mình cũng đã được lên vị trí trưởng khoa rồi. Đó là cũng một cái niềm tự hào ở trong lòng. Nhưng mà để được ở cái vị trí này thì mình thấy là mình cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo, ban giám đốc. Mà chị vào đây là chị chuyên môn, là chị không có kinh nghiệm gì hết. Tại FV là môi trường đã đào tạo chị thành một dược sĩ bệnh viện chuyên nghiệp. Đồng thời là FV cũng hỗ trợ hết sức cho chị trong công tác quản lý. Cụ thể là FV tạo điều kiện cho chị làm việc tốt hơn, promote chị lên. Đương nhiên là khi promote lên thì sẽ có tăng lương. Ai cũng thế, cũng sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy công việc nó quá là thử thách hoặc là nó quá là căng thẳng. Mình nghĩ đến một cái việc là thay đổi. Nhưng mà hầu như là giống như là nó cũng là một cái duyên gì đấy. Cứ mỗi khi mình nghĩ đến thay đổi thì nó lại có một cái thay đổi nó xảy ra ở FV trước. Và nó lại làm cho cái môi trường làm việc của mình, mặc dù vẫn ở đây nhưng nó lại mới mẻ hơn cái ngày hôm qua. Thành thử ra là với những cái đó thì kinh nghiệm của bản thân của Mai là mình vẫn cứ tiếp tục tiếp bước ở đây và vẫn tiếp tục cống hiến với bệnh viện này mà không cảm thấy chán. Cũng đã từng có nhiều lời mời, coi như là nói là sao ta, dụ á, để về những cái nơi, những cái cơ sở y tế khác. Mình vẫn cảm thấy FV nó thân yêu hơn, nó thân thuộc với mình hơn và mình cảm thấy thoải mái khi làm việc ở đây hơn. If I have the chance to continue the adventure with FV, I will do, because at the moment retirement is not on my agenda.
Not even in my dreams. Nếu như bệnh viện vẫn còn thấy mình đủ sức khỏe và còn cho mình làm việc là mình làm tiếp. Chị không nghĩ là chị rời khỏi FV. Chị chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Có một sự đặc biệt nào đó trong tâm thức của những thành viên trong ngôi nhà chung FV, rằng nơi đây là để yêu thương, để gắn bó và cống hiến. What I want to say to FV, carry on like this and keep the international standards. Thì lúc nào thì mình cũng muốn là xây dựng, vun đắp và phát triển cái ngôi nhà này. Có thể gọi là tình yêu này, cũng có thể gọi là sự đam mê với công việc này. Và đặc biệt á, là ở đây á, là một cái nơi mà mình cảm thấy mình mỗi ngày đều có thể học thêm được cái mới và đều có thể trưởng thành được thêm. Đối với chị á, thì FV là tuyệt vời, FV là an toàn. Thì không có gì hết, rất là FV. FV là cái nơi làm việc tốt mà tôi sẽ gắn bó cho đến khi nào làm không nổi gì thôi.